Shop này ở Sài Gòn ha các bạn, chứ không phải ở đây. Thì mình đặt Sài Gòn về đây cũng làm dịch Tết này làm 3-4 bữa rồi mới tới. Thì khá là lâu. Mình mở ra rồi mình xem bên trong ha. Thì đây các bạn. Đây là những loạt ba cung cấp micro USB. Thì cáp này chỉ truyền điện thôi chứ không có truyền file ha các bạn. Để mà nó cấp nguồn cho cái bóng led thôi chứ không phải là nó truyền file copy vào máy tính á. Thì một cộng gì thì nó tầm 2-3 ngàn thôi các bạn. Rất là rẻ. 3 cộng. Rồi đây ha. Đây là 3 bản mạch led 20 bóng ha các bạn. Thì cái này là 20 bóng. 4 bóng bề ngang và 5 bóng bề dọc thì 5 bóng 20 ha. 20 bóng led. 20 bóng led thì đây có cực âm và cực dương là khi mà ta hàng dây điện vô các bạn. Khi mà bạn sẽ không sử dụng cái cổng micro nè. Thì đây có cái cổng micro USB. Nếu mà mình ghim cái micro USB nè, mình ghim vào hôm đây để mà mình cấp nguồn cho nó sáng ha các bạn. Thì mình làm chút mình test luôn ha. Rồi còn cái này đặt giặt ha. Thì cái này đặt giặt này mình đặt để mà mình che bụi cái laptop mình đó bạn. Mấy cái cổng USB laptop mình đó. Mình che bụi lại để không mình sử dụng thường xuyên cái hút bụi vào với nó dơ các bạn. Thì cái bịch này chắc của Trung Quốc quá, thấy còn tiếng Tàu không nè. Đây. Mắc lên China của ngàn các bạn. Này của anh bạn hàng xóm ha. Thì cũng khá là nhiều ha các bạn. Mấy cái cổng này. Thì mấy cái cổng này thấy cũng sơ sài lắm mà, có những cái miếng dư nè. Thì khi nào mình sử dụng mình tuyển bớt ra rồi mình nhét lại các bạn. Cắt mấy miếng dư này ra nè. Mấy cái mũ dư này mà mình tuyển mình cắt bỏ cái bớt á, mình sử dụng ha. Rồi bên đây cũng vậy ha, bên đây cũng một bộ nè. Cũng gì bên kia luôn, rồi cái này màu đen ha các bạn. Mình không nhớ mình đặt cái màu gì nữa, mình đặt shop dao á. Dao màu, đặt màu ngẫu nhiên ha các bạn. Cái này shop dao màu ngẫu nhiên nè. Đó. Còn mấy cục này các bạn, màu đen. Một bọc màu đen và một bọc màu trắng nữa các bạn. Dao màu lộn xộn các bạn ơi. Rồi mình tiếp theo mình test thử cái bóng đèn để mình dẹp mớ lộn xộn qua các bạn. Rồi thì để mình test cái mấy cộng cáp với mấy cái bóng đèn. Xem coi nó có hoạt động không. Thì bóng này cũng khá là sáng mà. Mình thấy cái shop giới thiệu cũng khá là sáng. Có những bóng nó sáng hơn, nó tầm 6500K á bạn. 6500K để bóng sáng cỡ đường dây điện, đường điện mình á, mấy cái bóng mà 20W á. Mình ghim vào ha. Rồi, mạch, đây mạch thế này.
Thì bữa nay mình đặt về thử, mình test cảm thấy ok thì mình chế cảm thấy ok đó. Thì mình sẽ làm nhiều hơn các bạn. Rồi. Ba mặt ha. Mình test ban ngày nữa, ban đêm mình test cho các bạn xem cái này, mình test ban ngày nhưng mà mình có lỗi rồi mình đổi giả cho shop các bạn. Rồi, sáng nha các bạn. Một mạch sáng nè. Bạn thấy không? Rất là sáng nè. Đó. Ban ngày mà nó sáng vậy đó các bạn. Nè. Rất là sáng nha. Và một mạch sáng. Hai mạch sáng luôn nè. Rồi, mạch cuối cùng. Rồi, sáng luôn ha các bạn. Đó, mạch này sáng luôn nè. Cáp ok và mạch ok ha. Thì mình clip này mình test sơ sơ vậy thôi. Để mà mình có clip sau mình chế bóng đèn, mấy cái bóng đèn năng lượng mặt trời các bạn. Chế bóng đèn năng lượng mặt trời mình sử dụng pin dự phòng này nè. Thì có những cái clip mà sắp tới thì mình có cái clip mua cục sạc dự phòng này nè. Thì mình cục sạc dự phòng này mình mua 70.000 ở Thế Giới Di Động các bạn, mua hàng cũ qua đây á. Thì sắp tới mình lên cái dự án là làm năng lượng mặt trời với mấy cái dụng cụ linh tinh này nè. Dụng cụ linh tinh này nè, năng lượng mặt trời để mình thắp sáng nhà các bạn. Thì các bạn nhớ đó, đón đăng ký kênh. Các bạn đăng ký kênh bằng theo dõi clip mình ha. Thì các bạn đăng ký kênh, các bạn like video của mình và chia sẻ mạnh tay những clip mình đưa ra ha các bạn. Thì bạn đừng quên nhấn comment ở phía dưới video đi mà. Hay lắm các bạn. Thì các bạn nhớ comment dưới những chia sẻ ý kiến của bạn mình đọc được và mình chia sẻ những cút kết kinh nghiệm ở video lần sau đó các bạn. Rồi thì video đến lúc này mình kết thúc ha. Thì các bạn nhớ cho mình một like nha các bạn. Bạn nhớ cho mình like. Rồi.